Thưa quý vị, sáng sớm mai một đợt không khí lạnh khá mạnh sẽ tăng cường xuống nước ta. Đợt không khí lạnh lần này sẽ gây giảm nhiệt cho nhiều khu vực. Đông Bắc Bộ sẽ là khu vực chịu tác động của giá lạnh đầu tiên. Ngày mai ở vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ chuyển lạnh. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 11, không khí lạnh đi xuống sâu hơn, vùng rét sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nhiệt độ thấp nhất đợt này là khoảng từ 17 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Trên biển, từ đêm nay ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Thưa quý vị, từ sáng đến giờ, một số nơi ở Trung Bộ đã có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa to như là ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự báo từ nay đến thứ ba tuần sau, ngày 5 tháng 11, khắp Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250mm. Cục bộ có nơi trên 400mm. Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa lớn từ sáng mai. Lượng mưa có nơi trên 150mm, nguy cơ rất cao, xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và mở rộng xuống Bình Định. Lũ cũng sẽ lên cao, có thể gây ngập lụt diện rộng. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố của Hà Tĩnh và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông lên mức khẩn cấp trên báo động 3. Người dân miền Trung vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn vào cuối tháng 10 thì nay lại chuẩn bị bước vào một đợt mưa mới. Mỗi cơn lũ đi qua, nhiều bài học kinh nghiệm được người dân và chính quyền Quảng Bình đúc rút để ứng phó tốt hơn với những cơn lũ tiếp theo. Trên khu vực và vùng bản sơn địa ở tỉnh Quảng Bình, nhiều ngôi nhà nước đổ vào nhanh và ngập cao từ 1,5 m, 1,7 m, thậm chí là 2 m, làm cho người dân không kịp trở tay, mọi cái vấn đề hư hại tài sản khá nhiều. Tuy nhiên sau cơn lũ đi qua thì người dân bắt đầu dần khôi phục, và ngoài khôi phục thì người dân cũng đang có những cái phương án để làm sao chuẩn bị chống những cơn lũ mới. Đây là những gì còn sót lại sau cơn lũ với người dân vùng Trung Quảng Bình. Tài sản hư hỏng, nhiều đồ gia dụng trong gia đình cũng đều bị ngâm trong nước. Với người dân vùng lũ, vất vả lắm mới sắm được những đồ gia dụng này. Rút kinh nghiệm cho cái đợt lũ này, nếu khi ngay dự báo về vấn đề lũ bão á, thì chúng tôi sẽ cho gia đình là di dời trước, đưa cả cái tài sản có giá trị mà nặng thì kêu gọi bà con tới mình đưa chuyển lên vùng cao. Đợt lũ này, ngoài thiệt hại tài sản, thiệt hại về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, một vấn đề đáng quan tâm là trong và sau lũ, Quảng Bình đã có 7 người chết, một con số nhiều nhất trong những mùa lũ gần đây. Rút kinh nghiệm trong các đợt sau thì chúng tôi phải là quyết hơn trong việc di dời, thường xuyên tuyên truyền là thông báo bà con chủ động trong công tác phòng chống lụt bão. Với bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp hiện nay, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có giải pháp phù hợp. Song, sự chủ động của người dân mới là yếu tố quan trọng. Có như vậy mới có thể giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các đợt lũ lụt sắp tới. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn có thể kéo dài trong những ngày tới. Các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo khẩn trương triển khai ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Chủ động di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt lưu ý các vị trí có nguy cơ cao. Quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, thông báo tình hình diễn biến thời tiết, gió mạnh trên biển cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, đảm bảo điều tiết hồ chứa. Khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, pin dự phòng, kê cao, di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn để tránh ngập lụt. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển và thực hiện tốt các biện pháp ứng phó trong mưa lũ, đặc biệt quan tâm đến người già và trẻ nhỏ. Trước dự báo mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, một số tỉnh, thành phố ở miền Trung cũng đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan và đơn vị chủ động ứng phó. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo từ nay đến ngày 10 tháng 11, nguy cơ lũ lớn trên báo động 3, ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan và đơn vị chủ động thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo về mưa lũ, thời tiết xấu để chỉ đạo phù hợp với thực tế, thông tin đến cộng đồng, chú trọng phương án di dời người dân,
gia cố đảm bảo an toàn cho các khu nuôi thủy sản ven biển, phương án bảo vệ vật nuôi, bảo vệ diện tích sản xuất chưa thu hoạch xong, giám sát chỉ đạo các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do mưa lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị lực lượng vũ trang, các sở ban ngành địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo thiên tai, rà soát các khu dân cư ở vùng trũng thấp ven sông suối có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đặc biệt chú ý người dân sống ở ven sông Túy Loan và Cu Đê, sẵn sàng triển khai di dời người dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ. Vận động người dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại và thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp nếu có. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, ban đã yêu cầu các hồ thủy điện sông Bung 2, sông Bung 4, Đắc Mi 4, sông Tranh 2 chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy trình 1865. Việc tổ chức vận hành phải đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông hạ du hồ chứa. Thông tin thông báo đến chính quyền nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành điều tiết hồ. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi thì đến thời điểm này, ngay tại trung tâm của thành phố Cần Thơ đã xuất hiện mưa. Còn tại Bạc Liêu, dây trận mưa lịch sử lớn nhất trong 40 năm qua tại địa phương này vào ngày hôm qua. Mặc dù mưa đã tạnh nhiều giờ nhưng mà nước thì vẫn chưa rút. Đến trưa ngày hôm nay thì một số tuyến đường thì vẫn còn ngập sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Và sau lưng tôi, những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại trên tuyến đường Hòa Bình nối dài đi qua phường 1, phường 3, phường 7 thành phố Bạc Liêu vào trưa nay. Đoạn ngập nặng nhất là giao lộ Hòa Bình Lê Duẩn đến Hòa Bình Tôn Đức Thắng, kéo dài khoảng 1 km. Nước ngập lên láng, nhiều quán ăn phải tạm thời đóng cửa hoặc buôn bán cầm chừng. Nước chưa kịp rút thì cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến cho tình trạng ngập càng thêm nặng. Nhiều xe máy đi vào đây đã bị chết máy. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, mực nước đỉnh triều vùng ven biển đang lên nhanh. Kết hợp với mưa lớn, dự báo sẽ gây ngập lụt, sạt lở ở một số vùng trũng thấp ngoài đê bao, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất. Bà con cần chủ động theo dõi diễn biến để kịp thời ứng phó. Vậy thưa quý khán giả, ảnh hưởng của con nước đầu tháng 10 âm lịch, hiện nay thì triều cường trên các sông rạch tại thành phố Cần Thơ tiếp tục lên, dự báo sẽ gây ngập một số nơi trên địa bàn thành phố. Và để biết tình hình thực tế như thế nào, phóng viên Kim Lụa sẽ thông tin trực tiếp từ hiện trường. Xin chào chị Kim Lụa, hiện tại chị đang có mặt ở địa điểm nào và tình hình ở xin đó thì... Xin chào quý khán giả. Hiện tại Kim Lụa đang đứng tại tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực phía trước sân vận động của khu 9 thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những điểm trũng thấp của thành phố và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi những đợt triều cường vừa qua. Và ngoài ra thì đây cũng chính là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối các quận huyện ở ngoại ô đi vào trung tâm thành phố, nên là những lúc xảy ra ngập thì cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của bà con. Thời điểm này đang là 18 giờ hơn rồi, nhưng khán giả có thể thấy là nước tại các miệng cống của tuyến đường này đã bắt đầu lên nhanh. Và hiện giờ thì ngoài trời cũng đã có mưa ạ. Mưa thì kết hợp với triều cường thì cũng sẽ khiến cho nước ngày một dâng cao hơn và ngập càng thêm ngập. Đoạn ngập này thì kéo dài khoảng hơn 200 mét. Các phương tiện phải di chuyển với tốc độ khá là chậm. Xe máy và xe ô tô phải xen lẫn nhau để đi qua đoạn ngập này. Và không chỉ mà tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 thôi đâu mà nhiều bà con cũng chia sẻ với VTV Cần Thơ là khu vực chợ Bình Thủy, đường Lê Hồng Phong vẫn bị ngập do triều cường. Và đây đều là các khu vực trũng thấp. Và theo Đài khí tượng thủy văn của thành phố Cần Thơ, hiện nay thì đang vào đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Mực nước đỉnh triều trong ngày hôm nay dự báo là 2,02 m, vượt 2 cm so với mức báo động 3. Dự báo đỉnh triều của đợt này sẽ xuất hiện vào ngày mai với mực nước tại trạm trên sông Hậu ở thành phố Cần Thơ là 2,05 m, vượt 5 cm so với mức báo động 3. Có thể nói thì triều cường sẽ vượt mức báo động 3 vào ngày mai và thời gian xuất hiện đỉnh triều sẽ đúng vào cao điểm sáng sớm mai cũng như là chiều tối. Nếu như mà tình hình giống như chiều nay, mưa kết hợp với triều cường nữa thì sẽ gây ngập nhiều hơn tại các tuyến đường và đặc biệt là những khu vực trũng thấp cũng như là vùng nội ô ven sông của thành phố. Vì vậy mà bà con cần phải chủ động bảo vệ tài sản cũng như là bảo vệ bản thân của mình bằng cách là hạn chế đi qua những khu vực bị ngập. Bây giờ thì xin được trở lại trường quay. Xin được cảm ơn chị Kim Lụa.
Và cũng như chị Kim Lụa vừa nói là dự báo đỉnh triều sẽ bắt đầu từ ngày mai, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình triều cường và gửi đến quý khán giả trong các bản tin tiếp theo. Đợt lũ ngập sâu tháng 10 vừa qua, các huyện vùng Đồng Tháp 10 tỉnh Long An đã bị mất trắng hơn 700 hectare cây ăn trái và 600 hectare lúa đông xuân sớm. Hiện nước lũ đang xuống nhưng mà các địa phương vẫn không lơ là chủ quan, đang tiếp tục khẩn trương tập trung công tác ứng phó mưa lũ, bảo vệ sản xuất. Với 236 ô đê bao thủy lợi nội đồng, trong đó có 189 ô đê bao khép kín, Tân Thạnh được xem là huyện kiểm soát, bảo vệ tốt nhất diện tích sản xuất ở vùng rốn lũ Đồng Tháp 10. Thế nhưng đỉnh lũ vừa qua, 62 ô đê bao bị tràn đê, uy hiếp hơn 30.000 hectare đất canh tác nông nghiệp. Bắc Hòa, một trong 10 xã có đê bao bị lũ tràn trên địa bàn huyện, nhờ kịp thời triển khai khẩn cấp gia cố gần 6 km đê bao chống tràn nên bảo vệ an toàn 2.500 hectare lúa đông xuân sớm. Cái đợt mưa lũ vừa rồi, tháng lúa tầm lúa thẳng ngày 10 mấy 20 ngày là coi như là mưa lũ là ngày đêm, coi như là né đé, coi như là những cái bờ kinh này, bờ đê bao á là nó né đé hết. Lúc mà nó né đé là bà con hồi hộp lắm, đêm hôm đâu ngủ được đâu, cứ lo ngày ngày không à. Nhưng mà được chính quyền địa phương rồi cấp xã là khẩn trương gia cố các đê bao cho bà con, thì bà con trong khi đó là rất là an tâm. Chỗ xã đã có cái củng cố lại cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, song song đó rồi củng cố cái lịch trực của ban chỉ huy đảm bảo theo đúng cái quy định, và đồng thời tập trung các cái lực lượng của các cái tổ đội xung kích rồi thực hiện nghiêm cái phương châm là bốn tại chỗ đối với công việc phòng chống thiên tai lũ bão trên địa bàn. Theo người dân địa phương, đợt lũ vừa qua là cao nhất trong 2 năm gần đây. Vì vậy, dù đê bao được gia cố lớn và cao hơn nhiều so với trước, nhưng nước vẫn tràn đê gây ngập đồng. Thị xã Kiến Tường và 7 huyện vùng Đồng Tháp 10 ở Long An đã bị ảnh hưởng thiệt hại hơn 700 hectare cây ăn trái và khoảng 600 hectare lúa. Có huyện đã chi gần 2 tỷ đồng thuê phương tiện gia cố đê bao khẩn cấp và hiện vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ứng phó ngập lũ. Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục là coi như chúng ta theo dõi chặt chẽ cái tình hình thời tiết, cái tượng thủy văn, rồi theo dõi sát cái tình hình mực nước lũ cũng như là cái tình hình cái triều cường hàng ngày. Các địa phương phải tăng cường cái gia cố các tuyến đê bao sung yếu để đảm bảo bảo vệ sản xuất nông nghiệp cũng như là cái tài sản cũng như tính mạng của người dân. 3 ngày nay, nước lũ vùng Đồng Tháp 10 có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành khí tượng thủy văn, diễn biến mưa bão tháng 11 vẫn còn phức tạp. Việc tập trung gia cố các đoạn đê xung yếu, tăng cường kiểm tra tuần đê, vận động người dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh sẽ giúp địa phương hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại trong mùa lũ năm nay.